là một trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn. Thời trang nội địa nằm trong nhóm ngành nghề có nhu cầu nhân lực cao nhất cả nước. Ở thời điểm hiện tại, ngành này đang cần số lượng lớn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho sự phát triển. Do đó, những địa chỉ đào tạo bài bản có giáo trình cụ thể góp phần cung cấp đội ngũ thiết kế và kỹ thuật viên đáp ứng được các yêu cầu của ngành là vấn đề bức thiết. Cũng từ nhu cầu này của thị trường, từ vài năm trở lại đây, đều đặn hàng năm, trường đào tạo thiết kế thời trang và kỹ thuật công nghệ may, trường Quốc Thảo đã phối hợp với Học viện Thiết kế Thời trang Sài Gòn FTA đều tổ chức cuộc thi thiết kế thời trang trực tuyến và trình diễn những bộ sưu tập do chính các học viên của trường thể hiện. Năm nay, cuộc thi tiếp tục góp phần tìm ra nhiều nhà thiết kế tương lai đầy triển vọng cho ngành thời trang. Trường Quốc Thảo thì cũng với cái đội ngũ thầy cô giáo thì cũng có chuyên ngành, có tâm với nghề, cũng như là các cái cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị được nhà trường đầu tư rất là hiện đại. Thành ra là mỗi năm thấy cái hiệu quả tốt nghiệp của các em nó càng cao. Với 28 năm hoạt động, Trường Quốc Thảo hiện là một trong số ít đơn vị đang đào tạo ngành may và thiết kế thời trang theo chương trình chuẩn châu Âu tại Việt Nam. Đơn vị cũng đã cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước trên 120.000 chuyên viên, nhân viên, kỹ thuật viên. Và trong cái quá trình mà tham dự cuộc thi này thì mình có thể nhìn thấy được rất là nhiều cái quan điểm thiết kế khác nhau. Và trong cái khi mà tham gia như vậy thì mình có thể học hỏi được thêm rất là nhiều về các cái kỹ thuật làm may mặc và dựng đồ trong quá trình làm việc. Chúng tôi đã được học và rất là thực tế, giáo viên thì chỉ dạy rất là nhiệt tình. Không những là được học như là nhảy style, thiết kế Corel hay là còn được học ở những môn ngoại khóa như là make up, chụp ảnh để hỗ trợ nhiều hơn trong quá trình học tập và làm việc sau này của mình. Bên cạnh các tiết học lý thuyết, học viên ngành thiết kế thời trang của đơn vị còn thường xuyên được tham gia các hội thảo chuyên đề, giao lưu, gặp gỡ những nhà thiết kế chuyên nghiệp tham gia trình diễn thời trang trong các sự kiện do nhà trường tổ chức, đi thực tập tại doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thời trang. Đây là những hoạt động quan trọng giúp học viên được cọ sát thực tế, là nền tảng để những nhà thiết kế tương lai này có thể tự xây dựng một nhãn hiệu thời trang riêng một cách bài bản. Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp dệt may nội địa đang có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao, thì sự phát triển của các địa điểm đào tạo được đánh giá cao về chất lượng như thế này là rất cần thiết và đi kịp với xu thế của thị trường.